Anh mơ năm nay khi xuân về được gần em, sáng thắm môi son đàn tay mình bước em đêm. Vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm, anh mong cô đơn đi qua để ngày đầy nắng. Nhớ lắm môi hôn tiếng nói ngọt ngào của em, mỗi lúc xuân sang đàn tay mình bước em đêm. Bao nhiêu yêu thương anh giữ thật chặt người ơi, thương em yêu em anh mơ một ngày bình yên. Khi xuân về được gần em, sáng thắm môi son đàn tay mình bước em đêm. Vẫn biết xa nhau em sẽ thật buồn nhiều lắm, anh mong cô đơn đi qua để ngày đầy nắng. Và nhiệt độ thì có xu hướng tăng dần. Ở Đông Bắc Bộ trưa nay nhiệt độ sẽ tăng lên mức là 16 cho đến 19 độ, trời bớt rét hơn. Khu vực Tây Bắc Bộ còn nhỉnh hơn khoảng 2 độ và khoảng 18 cho đến 21 độ. Vào khoảng thời gian từ trưa cho đến 2-3 giờ chiều thì lớp mây bao phủ ở miền Bắc sẽ mỏng dần và trời sẽ hửng nắng. Vì vậy cảm giác sẽ ấm hơn.